Vâng ạ. Bác ơi, hôm nay cháu trông con cháu, ngày mai cháu lên sớm nhá. Vâng, hôm nay cháu ở nhà trông con cháu. Này, em biết. Em làm như một mình có điện thoại. Không, em chỉ nói một câu hết thì thôi xong rồi. Em biết là em duyên đấy, mà em hét đúng câu thôi. Biết là như thế mà. Phải hét thế chứ không, các bà lại bảo là cưới lại không nói gì. Mày ngồi đây mà không tự làm đâu, cho nên ngồi im. Có ta là mồm tắt im luôn. Thôi đi dán như ra lên đó, khỏi khó chịu em. Làm gì có gì đâu, khỏi chịu chị kệ nó. Đói ăn đây này thấy chưa, chú đây cho xong nhớ. Đây. Đây chú ăn luôn, chú ăn miếng. Hả mồm? Hả? Rồi bóc tay đúng không? Hả? Cho cháu cầm tay cho kệ mẹ. Cho nó cầm tay thử. Cái thử đó. Ừ, có chịu. Thank you.